Kể từ khi dòng tiền của giới chủ Qatar đổ vào Paris Saint-Germain, đội bóng nhà giàu nước Pháp bắt đầu trở thành một thế lực, đặc biệt với những bản hợp đồng bom tấn. Paris Saint-Germain đang thách thức phần còn lại của châu Âu. Điều đó không xảy ra ở mùa giải này, nhưng mùa năm sau hay năm sau nữa, có thể mọi chuyện sẽ rất khác. Trong hành trình vươn tầm của gã nhà giàu nước Pháp, họ ra sức vơ vét hết những ngôi sao bóng đá thế giới. La Liga chịu ảnh hưởng bởi điều đó, thậm chí chảy máu nhân tài và mất đi sức hút vốn có. Chào mừng các bạn đã trở lại với Relocker Room với một màn đọ sức giữa một bên là một câu lạc bộ và một bên là cả một giải đấu. Mọi chuyện bắt đầu với Neymar, người đã tự kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng để về với kinh đô nước Pháp. Kể từ thời điểm đó, giải ngân hà thành Paris bắt đầu hình thành với hàng loạt những ngôi sao đình đám. Mà kỳ lạ thay, những ngôi sao ấy đa phần đến từ La Liga hoặc ít nhất cũng có sự liên quan đến giải đấu này. Messi và Ramos không đơn thuần chỉ là hai ngôi sao của các đội bóng. Họ là biểu tượng của La Liga, là thứ để khiến các khán giả theo dõi giải đấu này mỗi cuối tuần. Paris Saint-Germain đã làm được điều đó và khiến người xem phải chuyển kênh. Cú đấm này khiến giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha chao đảo, còn người Paris tạm dẫn 1-0. Cái mối thù vô hình giữa Paris Saint-Germain và La Liga trở nên sâu đậm hơn trong những năm gần đây khi thị trường chuyển nhượng bất giác trở thành chiến trường chính trị. Đã biết bao lần mà đội bóng nhà giàu nước Pháp khiến giải đấu hàng đầu Tây Ban Nha chỉ có biết ngẩn ngơ nhìn ngôi sao hàng đầu của họ về với người mới. Năm 2017, Neymar tự kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng của mình trị giá tới 222 triệu euro. Thông thường La Liga sẽ là nơi trung gian giữa bên mua từ nước ngoài với bên bán của Tây Ban Nha. Thế nhưng lần này họ đã từ chối khi cho rằng Paris Saint-Germain vi phạm nghiêm trọng luật công bằng tài chính. Chính bản thân giải đấu làm khó dễ với đội bóng nước Pháp, nhưng điều đó vẫn không thể cản được thương vụ diễn ra. Kể từ thời điểm đó, Paris Saint-Germain bước sang một trang mới trong lịch sử đội bóng với hàng loạt những ngôi sao sau này để trở thành một giải ngân hà. Đối với La Liga, đó chính là khoảnh khắc chứng kiến sự đi xuống của cả một giải đấu từng được coi là hấp dẫn và nhiều sao số hơn cả Premier League. Mùa hè 2021, Paris Saint-Germain trình làng những bản hợp đồng đình đám trong một kỳ chuyển nhượng vô tiền khoáng hậu của bóng đá thế giới. Đội bóng chủ sân công viên có hoàng tử đem về hai biểu tượng hàng đầu của La Liga trong thế kỷ 21, đội trưởng mẫu mực của Real Madrid Sergio Ramos và linh hồn của Barcelona Lionel Messi. Không chỉ vậy, Paris Saint-Germain còn nâng tay trên của một Barcelona đang ở giai đoạn đầu trong chu kỳ thái thiết với thương vụ Wijnaldum, người đã rất hào hứng với việc tái ngộ với Ronald Koeman để rồi bây giờ phải mòn mông trên băng ghế dự bị. Đây có lẽ là cú đấm đau nhất mà Paris Saint-Germain có thể đánh La Liga sau một quãng thời gian dài bị Covid-19 hoành hành và gây ra những ảnh hưởng lớn về mặt kinh tế. Việc mất đi hai ngôi sao hàng đầu của giải đấu là điều cuối cùng mà La Liga có thể tưởng tượng được. Barca hay Real khổ 1 thì La Liga phải khổ 10, vì giờ đây họ chẳng còn một biểu tượng thực sự nào để kéo về những nguồn thu nhập liên quan đến quảng cáo. Thật may cho La Liga khi một tay Benzema đã kéo về những sự quan tâm chú ý của mùa giải này, trong thời điểm mà Barcelona hay Atlético Madrid sa sút không phanh. Giải đấu số 1 xứ sở bò tót đã phải cầu cứu quỹ đầu tư CVC với khoản tiền 3,2 tỷ đô để đổi lấy 10% quyền khai thác thương mại trong 50 năm tới trước sự phản đối của Barca, Real Madrid và Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha. Thế mới thấy La Liga đang tuyệt vọng đến mức nào trước sự rút ruột không phanh mà Paris Saint-Germain đang thực hiện. Đến giờ này không ít các cổ động viên của Real Madrid vẫn chưa hết cay cú vì màn quay xe của Mbappe. Cho kiền kiền trắng ăn no thính, cuối cùng thì ngôi sao người Pháp lại khoác chiếc áo 2025 và cười thật tươi sau khi cam kết tương lai với Paris Saint-Germain. Lý do chàng trai này ở lại Paris là gì? Tiền ư? Quyền lực tối thượng? Gia đình bảo thế? Dù nó có là gì đi chăng nữa, Mbappe là thất bại của Real Madrid và của cả La Liga nói chung, một thất bại đau đớn. Vào các năm 2011, 2016, 2017 và 2021, và một lần nữa vào mùa hè này, Real Madrid tiếp tục thất bại trong việc mang Mbappe về với Santiago de Bernabeu. Nhưng đây là lần đau nhất của họ bởi những dấu hiệu thậm chí đã rõ như ban ngày trước đó trở nên vô nghĩa. Đầu tiên là bài trả lời phỏng vấn của chính Kylian Mbappe với tờ L'Equipe, mà trong đó anh một lần nữa tái khẳng định Real Madrid là giấc mơ tuyệt đỉnh trong sự nghiệp của chính mình. Thứ hai là động thái từ chối của chính Kylian Mbappe khi có lần thứ tư xua tay trước bản hợp đồng mới mà Paris Saint-Germain đưa ra trong mùa giải. Thứ ba, thất bại của Paris Saint-Germain ngay trước mũi của chính Real Madrid tại Champions League khiến mọi thứ càng trở nên dễ dàng hơn. Bầu không khí ở Paris Saint-Germain được cho là tiêu cực. Những chỉ trích dù không nhắm vào Mbappe, nhưng việc Mbappe được coi là anh hùng duy nhất ở Paris Saint-Germain khiến mọi thứ đã rơi vào tình trạng báo động. Vào mùa hè trước, khi Paris Saint-Germain vẫn lắc đầu với cái giá 200 triệu euro mà Real Madrid đưa ra, Kylian Mbappe đã đồng ý ở lại như một điều tất yếu.
nhưng cũng với sự thất vọng ghê gớm vì anh thực sự đã đấu tranh để ra đi. Trong quá trình thi đấu ở mùa giải này, chưa bao giờ Mbappe có dấu hiệu cho thấy mình muốn ở lại nơi này dù cống hiến hết sức. Còn nhớ vào năm 2017 cũng là một lần nữa thất bại của Real Madrid trước Mbappe. Câu trả lời của anh là bởi Paris có một dự án hoàn hảo và thích hợp cho cuộc sống của anh ở độ tuổi đó. Khi ấy rõ ràng Real Madrid không thể đảm bảo chuyện Mbappe được ra sân thường xuyên trước hàng loạt ngôi sao của họ. Tôi đã chọn Paris Saint-Germain từ vài tuần trước. Đấy là một đề án hoàn hảo cho tôi để duy trì đà tiến bộ và học hỏi. Tôi sẽ chơi với những cầu thủ vĩ đại, những người đã thắng mọi thứ ở Pháp và một số đã thắng ở nước ngoài. Tôi cần học hỏi nhiều và chứng tỏ nhiều hơn. Tôi muốn tiến bộ và đây là đề án hoàn hảo cho tôi. Quan trọng là tôi sẽ được ra sân. Đấy là tiêu chí đầu tiên trong việc chuyển nhượng của tôi. Cộng thêm việc cha mẹ Mbappe muốn anh bắt đầu sự nghiệp ở Pháp để được giáo dục ở Pháp, để chơi bóng nhưng cũng để tiếp tục con đường học vấn giang dở, Mbappe có đầy đủ lý do để từ chối và nói với Real Madrid rằng hãy đợi mình thêm một chút. La Liga không thể mãi giơ mặt để đối thủ tấn công như vậy được. Họ phải có đòn đáp trả và Real phải là người tiên phong làm điều này. Giờ là lúc Real phải thể hiện vị thế trên thị trường chuyển nhượng và Tchouaméni là phát súng đầu tiên nhắm thẳng về phía Paris Saint-Germain. Về khía cạnh chính trị, chủ tịch của La Liga Javier Tebas đang đòi kiện Paris Saint-Germain vì không hiểu đội bóng này lấy đâu ra tiền để giữ chân Mbappe theo cách mất trí như vậy. Thật khó hiểu với một đội bóng lỗ lũy kế đến 730 triệu đô la Mỹ mà vẫn ship một container tiền cho ngôi sao người Pháp. Chủ tịch La Liga Javier Tebas không phải một fan cuồng nhiệt của Paris Saint-Germain và các câu lạc bộ được các nhà nước đứng sau tài trợ. Vào mùa hè năm ngoái, khi Paris Saint-Germain đã khiến cả châu Âu phải sửng sốt với việc chi tiêu và những ngôi sao hàng đầu và từ chối 200 triệu euro mà Real Madrid đưa ra. Khi đó ông đã chia sẻ, chúng ta chỉ trích Super League vì nó sẽ phá hủy bóng đá châu Âu và chúng ta cũng phải chỉ trích Paris Saint-Germain. Chỉ vài giờ sau khi tin tức Mbappe gật đầu ký tiếp với Paris Saint-Germain, ông Tebas đã lên tiếng một lần nữa, coi việc gia hạn hợp đồng của Kylian Mbappe tại Paris Saint-Germain là một sự sỉ nhục đối với bóng đá. Tebas đã bày tỏ sự không hài lòng khi Paris Saint-Germain có thể giữ lại Mbappe. Chủ tịch La Liga đã đăng trên Twitter rằng chủ tịch Nasser Al-Khelaifi của Paris Saint-Germain nguy hiểm như Super League. Cụ thể là những gì Paris Saint-Germain sẽ làm bằng cách tái ký hợp đồng với Mbappe với số tiền lớn, nhất là khi chúng ta biết được Paris Saint-Germain trả cho anh ấy từ đâu và bằng cách nào sau khi lỗ 700 triệu euro trong mùa giải trước và có 600 triệu euro chi phí lương là một thứ không thể hiểu nổi. Al-Khelaifi cũng như Super League vậy. Ngay lập tức vài tiếng sau, La Liga chính thức đưa ra khiếu nại về vụ việc này khi quyết định đệ đơn kiến nghị Paris Saint-Germain lên UEFA. Tòa án hành chính và các cơ quan tài chính Pháp cũng như các cơ quan chức năng của Liên minh châu Âu. Trong bản khiếu nại đó, La Liga nhấn mạnh rằng thỏa thuận giữa Paris Saint-Germain với Mbappe có thể gây rủi ro cho hàng trăm nghìn việc làm và tính toàn vẹn của bóng đá và gọi đây là vụ bê bối. Chính La Liga đã tự thống kê và đưa ra các con số và nhận định như sau. Paris Saint-Germain báo lỗ hơn 230 triệu đô la Mỹ mùa trước. Lỗ tích lũy hơn 730 triệu đô la Mỹ, báo cáo thu nhập tài trợ có nhiều chi tiết đáng ngờ. Hiện nay vẫn chưa có thông tin về việc khiếu nại sẽ được tiếp nhận như thế nào. Cũng trong hôm qua, Real Madrid sau khi thất bại trong vụ Kylian Mbappe đã có một màn đáp trả khi họ thuyết phục thành công Tchouaméni chọn ký với mình. Đây là một cầu thủ mà Paris Saint-Germain đang liên hệ trong sự cạnh tranh giữa họ, Liverpool và Real Madrid. Tchouaméni là một cầu thủ mà chính Kylian Mbappe rất đề cao và hy vọng được thi đấu cùng trong dự án mới ở Paris. Nhưng giám đốc tuyển trạch Juni Calafas của Real có vẻ đã nhanh tay hơn để bay đến Monaco tiến hành đàm phán rất lâu trước đó và giành ưu thế trong cuộc cạnh tranh này. Tâm điểm của màn thượng đài giữa Paris Saint-Germain và La Liga là cuộc đối đầu của hai vị chủ tịch lắm tiền và nhiều quyền. Một bên là Al-Khelaifi, một bậc trung thành với UEFA và luôn tỏ ra quân tử. Bên còn lại là Florentino Perez, người bị ví như kẻ phản diện, đem đến sự diệt vong cho bóng đá châu Âu bằng ý tưởng Super League. Giữa họ không bao giờ tồn tại thứ gọi là tình bạn. Cuộc chiến quyền lực giữa hai vị chủ tịch này sẽ còn kéo dài và UEFA sẽ không bao giờ đóng vai trò trọng tài trong trận chiến này. Sự thù địch của Real Madrid và Paris Saint-Germain bắt đầu từ chiến dịch Super League, giải đấu mà Perez là một trong những ông trùm ủng hộ dự án này nhiệt thành nhất. Nasser Al-Khelaifi đứng ở bên kia chiến tuyến phản đối sự hình thành của giải đấu này. Thời điểm ấy, ông chủ của Paris Saint-Germain đóng vai một người quân tử. Ông tiết lộ Perez từng ngã giá đưa tấm séc 400 triệu euro để mời Paris Saint-Germain tham dự giải đấu. Điều đó nói lên bản chất của họ. Al-Khelaifi đã tuyên bố như vậy sau khi từ chối lời đề nghị này, đồng thời gọi hành động tổ chức một giải đấu riêng là chuyện đâm sau lưng. Một trong những nguyên nhân chính mà Paris Saint-Germain từ chối lời đề nghị sặc mùi tiền đến từ một nguyên nhân, tiền. Thời điểm đó, Marca từng có bài phân tích cho rằng Al-Khelaifi đang cầm đầu quỹ đầu tư Qatar Sport Investment, trong khi beIN Sport, một đài truyền hình nổi tiếng của Qatar, nằm trong quỹ đầu tư đó cũng đang nắm bản quyền của Champions League.
Paris Saint-Germain sẽ không thể gia nhập Super League vì điều đó chẳng khác nào tự bắn vào chân mình cả. Và trong một vạn nguyên nhân khác, ông chủ người Qatar đã nhất quyết đứng về phía UEFA. Ngay sau đó, ông được tưởng thưởng bằng địa vị. Chính xác là ngày 21 tháng 5 năm 2021, chỉ vài ngày sau khi Paris Saint-Germain khước từ những cám dỗ, UEFA thông báo Ancelotti tiếp tục được làm ủy viên ban chấp hành UEFA trong 3 năm tiếp theo. Đồng thời ông cũng giữ chức Hiệp hội các câu lạc bộ châu Âu tại UEFA cùng với Karsten Rummenigge. Cả hai chủ tịch của hai câu lạc bộ từ chối Super League đều trở thành đại diện của ECA. Chắc không phải trùng hợp nhỉ? Mối quan hệ giữa Khelafi và UEFA diễn ra hết sức tốt đẹp. Còn đối thủ của ông thì sao? Sau khi Super League bị khai tử từ trong trứng nước, Perez đã tuyên bố sẽ không nhượng bộ, sẽ nhắc nhở cho UEFA biết Real Madrid là ai. Còn quyết định của UEFA về việc hủy bỏ Super League chỉ làm tình hình trở nên trầm trọng hơn và khiến các đội bóng phải chịu thiệt. Nhà tài việt trong lĩnh vực xây dựng luôn tỏ ra chống đối với UEFA. Run rủi thế nào, cơ quan quyền lực nhất của bóng đá châu Âu lại cứ muốn tạo phốt liên quan đến Real. Kết quả bốc thăm lại khiến lá thăm của kền kền trắng đi từ level Benfica sang đến Paris Saint-Germain. Thời điểm ấy, hàng loạt tờ báo thân Real đã đánh UEFA tơi tả. May là họ còn lọt vào trận chung kết, nếu không cơn thịnh nộ của Perez sẽ đẩy lên đến nhường nào. Đứng ở hai đầu chiến tuyến, chắc chắn mối quan hệ giữa Perez và Ancelotti sẽ chẳng tốt đẹp gì. Dù cho họ từng dùng bữa trưa cùng nhau, nhưng tất cả đều là bằng mặt mà không bằng lòng. Mới đây, vị chủ tịch người Qatar còn thẳng thừng tuyên bố: "Tôi không ưa gì Perez và chưa bao giờ nói chuyện với ông ta cả." Cuộc cạnh tranh của hai vị chủ tịch này đã vượt xa cả phạm vi của bóng đá. Đó là những yếu tố về chính trị để cán cân từ UEFA sẽ nghiêng về bên nào. Nhưng có một mâu thuẫn nhẹ ở đây: Paris Saint-Germain và Ancelotti từng kịch liệt phản đối Super League vì chuyện tài chính không minh bạch. Nhưng nguồn tiền khủng khiếp để giữ chân Mbappe ở lại Paris, đó có phải là một sự lành mạnh cho tương lai của bóng đá? Chúng ta sẽ có rất nhiều những trận siêu kinh điển: Barca Real, Liverpool, Man City, một cuộc đối đầu khác nhé, Real Madrid và Paris Saint-Germain. Đó không chỉ là cuộc đọ sức của những giải ngân hà của Ancelotti và Zidane hay một ai đó sẽ dẫn dắt Le Parisien. Chừng ấy những yếu tố thôi, xét trên khía cạnh bóng đá đơn thuần, đã đủ hấp dẫn lắm rồi. Không chỉ trên chiến trường chuyển nhượng, duyên nợ tại Champions League, những năm gần đây của hai thế lực hàng đầu bóng đá châu Âu luôn thu hút được sự quan tâm đông đảo của giới mộ điệu. Trước kia, khi đội bóng thủ đô Paris chỉ là một gã nhà giàu mới nổi, sự kỳ vọng mà Le Parisiens nhận được không quá cao. Đối với Paris Saint-Germain trước năm 2017, vào được tới tứ kết hay bán kết là cả một thành công với họ. Nhưng khi mà dòng tiền ngày càng được đổ vào nhiều, sao số ngày càng một đông hơn. Đi đôi với những sự đầu tư đó phải là thành quả xưng bá ở châu lục. Duyên nợ khiến Paris Saint-Germain phải đụng độ với Real Madrid tại Champions League mùa này. Có cảm giác như UEFA phải làm mọi cách để khiến đại chiến của những siêu sao phải được diễn ra với màn bốc thăm lại có 1-0-2 trong lịch sử. Gặp Real Madrid, chẳng đội bóng nào mong muốn phải đụng độ với câu lạc bộ thành công nhất của bóng đá châu Âu. Ramos đã phải chia sẻ rằng anh cảm thấy sốc khi cầu thủ Paris Saint-Germain tự tin có thể ăn tươi nuốt sống Real. Có lẽ trên khán đài, cựu đội trưởng của kền kền trắng là người cảm thấy ít bất ngờ nhất khi đội bóng cũ của mình hạ gục Paris Saint-Germain với cú hat-trick để đời của Benzema. Trận đấu đó gặp Real Madrid là cơ hội để Paris Saint-Germain khẳng định được vị thế của mình tại đấu trường châu Âu. Thế nhưng một lần nữa, đội chủ sân công viên các hoàng tử lại khiến cho người hâm mộ phải cảm thấy thất vọng. Tất nhiên rồi, sau bao nhiêu sự đầu tư khủng như vậy với Messi, Donnarumma hay Ramos, việc dừng bước ngay vào 1-8 là điều khó thể chấp nhận. Tờ Marca đưa tin chủ tịch Nasser Al-Khelaifi đã hùng hổ xuống phòng trọng tài để thể hiện sự không hài lòng, cũng như có những đôi co với các quan chức của Real Madrid có mặt tại trận đấu ngày hôm đó. Mặc dù Kylian Mbappe vẫn luôn đứng đầu trong danh sách ưu tiên của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha trong những năm vừa qua, nhưng rõ ràng kế hoạch của Los Blancos là chưa đủ thuyết phục đối với anh. Đội chủ sân Santiago Bernabeu dù không thể đưa ra lời đề nghị cho Mbappe về một vị trí có khả năng quyết định về mặt nhân sự và Paris Saint-Germain đã làm, nhưng ngôi sao người Pháp vẫn có được toàn quyền quyết định về mặt hình ảnh của bản thân, cùng với đó có thể xem là một mức lương chưa từng có trong lịch sử. Mbappe cũng đã được đặt vào vị trí là một đầu tàu trong một kế hoạch tương lai của đội bóng Hoàng gia, một vị trí mà kể cả những ngôi sao hiện tại của đội bóng như Benzema hay Vinicius cũng không có được. Những gì mà Real Madrid đã đưa ra chắc chắn là không thể hấp dẫn bằng được lời đề nghị mà chính Paris Saint-Germain dành cho cầu thủ quan trọng nhất của mình. Giờ đây, chính thượng tầng của Real Madrid có lẽ cũng chưa thể tìm ra cách đối phó với hoàn cảnh này. Trong một thương vụ mà chính bản thân Los Blancos có lẽ đã rất tự tin, giờ đây họ sẽ phải đối mặt với một cú sốc mini mà có lẽ sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới chiến lược và hình ảnh của đội bóng trong tương lai. La Liga đang đứng trước một thử thách rất lớn khi vị thế của cả một giải đấu đang bị một câu lạc bộ che mờ. Sự cạnh tranh này đến từ mọi phía, từ chính trị, tiền bạc và con người. Sự cạnh tranh này hoàn toàn có thể là tư liệu để tôi kể cho các bạn nghe trên kênh Bình luận viên Anh Quân Story. Hãy nhấn subscribe kênh của tôi nếu bạn chưa làm điều đó. Còn chúng ta sẽ tiếp tục hóng cuộc chiến này. Còn giờ là lời tạm biệt của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.